Thưa các đồng chí và các bạn, khác với các bạn trẻ cùng trang lứa lựa chọn con đường lập nghiệp xa quê, ở Vĩnh Linh có một bạn trẻ 9X đã mạnh dạn đem những kiến thức tích lũy tại giảng đường đại học trở về khởi nghiệp ngay trong lĩnh vực du lịch của quê hương. Hãy cùng trò chuyện và chia sẻ hành trình lập nghiệp ấy trong tiểu mục Nhịp sống trẻ ngày hôm nay. Đầu tiên, mời các đồng chí và các bạn hãy cùng chúng tôi điểm lại những tin tức hoạt động nổi bật của tuổi trẻ tỉnh nhà trong 2 tuần vừa qua. Trong 5 ngày, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 6, tỉnh đoàn Quảng Trị tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện quốc tế tại tỉnh Savannakhet Lào, qua đó tuyên truyền phòng tránh các bệnh nhiệt đới, tư vấn, khám phát thuốc miễn phí cho 4.000 người dân, tặng 1.000 đôi giày, 1 tấn muối, 2 tấn gạo cho nhân dân hai huyện Asat Phang Thong và Atum Phon tỉnh Savannakhet và tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 10 năm triển khai hoạt động tình nguyện quốc tế của tuổi trẻ Quảng Trị tại Lào giai đoạn 2006-2016. Vừa qua, tỉnh đoàn và hội cựu thanh niên xung phong tỉnh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thanh thiếu nhi và giải quyết chính sách đối với cựu thanh niên xung phong giai đoạn 2016-2018. Theo đó, trong thời gian tới, hai bên tiếp tục đẩy mạnh phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, kể chuyện truyền thống đền ơn đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, vận động các nguồn lực hỗ trợ chăm sóc cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện chính sách đối với thanh niên xung phong. Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, tuổi trẻ khắp nơi trong toàn tỉnh đã có những hoạt động thiết thực chung tay bảo vệ môi trường như tổ chức chương trình hãy làm sạch biển, tặng quà cho bà con ngư dân và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ra quân thu gom rác thải, bóc gỡ các biển quảng cáo, rao vặt trái phép, chỉnh trang các trục đường chính tại địa phương, đơn vị. Thưa các đồng chí và các bạn, năm 2016 được chọn là năm khởi nghiệp kinh doanh, qua đó khơi gợi và cổ vũ tinh thần khởi nghiệp kinh doanh của mọi tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là các bạn trẻ. Trong dòng chuyển động của xu hướng ấy thì ở Quảng Trị có một bạn trẻ đã giảm nghỉ giảm làm, bắt tay khởi nghiệp ngay từ khi rời ghế giảng đường đại học và bước đầu đã có những thành công nhất định. Và sau đây xin mời tất cả quý vị hãy cùng chúng tôi gặp gỡ bạn trẻ rất đặc biệt này. Xin chào bạn, trước tiên thì xin cảm ơn bạn đã nhận lời mời tham gia chương trình hôm nay. Trường này được biết là khi mà rời ghế giảng đường đại học thì bạn đã tự mình chạy vài cũng như là lo những thứ cần thiết để có thể thành lập công ty riêng của bản thân mình. Vậy bạn có thể chia sẻ là lý do nào mà bạn lại lựa chọn cái con đường là tự mình lập nghiệp? Từ những ngày mà đang còn học ở trên ghế nhà trường á, mình được tiếp xúc với lại thầy cô, các bạn sinh viên cùng khóa với mình và những đồng nghiệp của mình, đó là họ là những người làm ở trong những cái lĩnh vực văn hóa du lịch, do đó mình thấy những cái đóng góp của họ cho xã hội là rất nhiều. Mình có cái suy nghĩ là mình muốn làm một cái gì đó cho quê hương, cho nên mình đã nảy sinh ra cái suy nghĩ là về là xây dựng công ty. Nhưng mà từ cái suy nghĩ đi đến cái thực tiễn là rất là khó khăn. May mắn của mình đó là có được một người chị, người cung cấp cho mình là vốn, rồi là định hướng về hoạt động của công ty, mục tiêu hướng đến của công ty. Do đó mình chỉ là người là cố gắng hoàn thiện những cái định hướng đó. Vậy thì theo bạn, đâu là những cái khó khăn đối với thanh niên khi mà muốn khởi nghiệp ở trên mảnh đất Quảng Trị? Đối với những cái khó khăn của thanh niên khi lập nghiệp, đó là vấn đề đầu tiên khi mình rời khỏi ghế nhà trường để mà có được một số vốn để kinh doanh, là cái điều này là thì chỉ có một số bạn là may mắn thôi, còn lại là rất khó. Mà những cái nguồn vốn dành cho thanh niên lập nghiệp của nhà nước mình hiện tại là nó rất hạn chế, nếu như mà có đi chăng nữa thì nó cũng rất ít, không đủ lớn để mà đầu tư lớn. Và cái nữa đó là sự sáng tạo của các bạn đó,
thì là rất là nhiều, nhưng mà những cái điều kiện để cho phát huy được những cái sáng tạo đó thì rất là hạn chế. Vâng, vậy thì cả cấp chính quyền, tổ chức đoàn hội cần phải làm gì để tạo ra hệ sinh thái khởi nghiệp tốt cho thanh niên cống hiến và phát triển ạ? Trước hết đó là về nên là có những cái cơ chế thu hút được người tài quay về phục vụ cho quê hương. Vì tại vì tình hình chảy máu chất xám ở tỉnh mình rất nhiều. Sinh viên và thanh niên ở tỉnh mình khi mà đi ra ngoài các tỉnh thành khác học đại học thì có rất nhiều, đại đa số là không thua kém các bạn của các tỉnh thành khác. Trong số đó thì có một số cá nhân là xuất chúng, nhưng mà lại không quay ngược về tỉnh để mà phục vụ cho tỉnh nhà. Do đó tỉnh cần có cái cơ chế khác mở rộng hơn để cho thu hút hơn, để thanh niên quay trở về tỉnh là lập nghiệp và khởi nghiệp. Và cái hơn nữa đó là từ các tổ chức đoàn và hội cần phát hiện ra sớm những cái ý tưởng, những cái sáng tạo mới trong thanh niên của tỉnh nhà, từ đó giúp đỡ họ, ví dụ như là hỗ trợ về là vốn hoặc là tư vấn cho họ cái cách thức thực hiện những cái ý tưởng đó là nó như thế nào, để cho những cái ý tưởng đó nó sớm thành hiện thực, sẽ là quay ngược về là phục vụ lại là địa phương. Khởi nghiệp từ du lịch thì đã khó rồi, tuy nhiên đối với du lịch Quảng Trị thì là một việc rất là khó, bởi vì là trong những năm qua thì phát triển của du lịch thì ở Quảng Trị thì còn gặp rất là nhiều những hạn chế. Vậy bạn có thể chia sẻ là lý do nào mà bạn lại lựa chọn điểm này để mà khởi nghiệp, lập thân lập nghiệp, cũng như là tại sao bạn lại chọn Trụ Lìn là cái địa điểm mà chưa từng được khai thác để làm cái trọng điểm phát triển của công ty? Quảng Trị là một tỉnh có rất nhiều cái tiềm năng về du lịch, nhưng mà trong cái quá trình mà khai thác và phát triển thì nó đang còn gặp rất nhiều là khó khăn. Đó, mình thấy những cái khó khăn của lĩnh vực du lịch tỉnh Quảng Trị, nên là mình quan điểm của mình đó là lấy cái khó đó để mà làm cái động lực cho mình để mà phát triển. Và khi mà mình làm thì mình chưa nghĩ là nó sẽ thành công hay là không, nhưng mà mình nghĩ khi mà mình làm rồi thì nó sẽ tạo nên được một cái làn gió mới, và khi cái làn gió mới đó là nó sẽ tác động đến là từ là có thể là doanh nghiệp này, doanh nghiệp khác, hoặc là những cái bạn trẻ có cái ý tưởng sáng tạo hơn để tạo nên một cái nhìn mới về du lịch Quảng Trị cho du khách. Và vì sao là lại chọn Trụ Lìn là một làm cái địa điểm mà xây dựng khu du lịch sinh thái, thì rừng nguyên sinh Trụ Lìn là nằm trên cái tuyến đường mà khách du lịch đi đến với địa đạo Vịnh Móc, do đó nó thuận tiện trong việc là mở tour du lịch mới. Và trước đây là rừng Trụ Lìn là một nơi để che chở cho quân và dân của Vịnh Linh, mà đặc biệt là hai xã Vịnh Hiền, Vịnh Hòa. Giờ đây trong thời kỳ này thì để phát huy hơn nữa cái giá trị của rừng nguyên sinh này, công ty đã khảo sát và nhìn thấy cái tiềm năng về du lịch sinh thái của khu rừng là rất cao, cho nên là công ty đã lựa chọn đấy là cái địa điểm để mà xây dựng cái khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng và nông trại. Muốn xây dựng cái khu này trở thành một khu du lịch mà nó đáp ứng được những cái yếu tố của ngành du lịch hiện đại, phục vụ tốt cho du khách và để lại cái ấn tượng tốt trong du khách khi đến với tỉnh Quảng Trị. Xin cảm ơn bạn với phần trao đổi vô cùng ý nghĩa và thú vị hôm nay, và cũng xin chúc cho bạn sẽ luôn thành công với con đường mà mình đã lựa chọn. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục Thanh niên Quảng Trị kỳ này đã kết thúc tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.